trăm đi. Một trăm. Vậy là mấy anh em còn đây nữa hả? Rồi chị. À vậy. Ở về ngủ. Này Giáng sinh nè chị. Ở chơi luôn rồi. Mua nước yến hả chị? Chúc chị may mắn nha. À, năm chị năm chị vàng nha chị. Chúc năm chị vàng ha. Dạ. Trăm luôn là cũng tươi cười dễ thương. Ông tí công nghiệp đâu rồi? Tí là nghiệp ra giờ. Ờ lên đi con, lên đi con. Không phải. Chờ ông tí ông nghiệp. Chờ bây giờ ông thức nữa hả? Dạ. Đi ngủ đi. Dạ, đón dây chân nữa ông tí. Chúc cái sinh vui vẻ nha. Dạ.